đối với bốn tịnh lự không khỏi tưởng không hay bất không đối với bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng không khỏi tưởng không hay bất không đối với tám giải thoát không khỏi tưởng không hay bất không đối với tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ cũng không khỏi tưởng không hay bất không đối với bốn niệm trụ không khỏi tưởng không hay bất không đối với bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo cũng không khỏi tưởng không hay bất không đối với pháp môn giải thoát không không khỏi tưởng không hay bất không đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với mười địa Bồ Tát không khỏi tưởng không hay bất không, đối với năm loại mắt không khỏi tưởng không hay bất không, đối với sáu phép thần thông cũng không khỏi tưởng không hay bất không, đối với mười lực Phật không khỏi tưởng không hay bất không, đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, tám pháp Phật bất cộng cũng không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với pháp không quên mất, không khỏi tưởng không hay bất không đối với tánh luôn luôn xả cũng không khỏi tưởng không hay bất không Đối với trí nhất thiết không khỏi tưởng không hay bất không, đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng không khỏi tưởng không hay bất không, đối với tất cả pháp môn đà la ni không khỏi tưởng không hay bất không, đối với tất cả pháp môn tam ma địa cũng không khỏi tưởng không hay bất không, đối với quả dự lưu không khỏi tưởng không hay bất không, đối với quả nhất lai bất hoàn a la hán cũng không khỏi tưởng không hay bất không, đối với quả vị độc giác không khỏi tưởng không hay bất không, đối với tất cả hạnh đại bồ tát không khỏi tưởng không hay bất không, đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không khỏi tưởng không hay bất không, đối với pháp quá khứ không khỏi tưởng không hay bất không, đối với pháp vị lai hiện tại không khỏi tưởng không hay bất không.